Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 45, phẩm A Tăng Kỳ, thứ 30. Bấy giờ Bồ Tát Tâm Vương Bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn chư Phật Như Lai diễn nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên vô đẳng bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Đức Thế Tôn thế nào là A Tăng Kỳ cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? phật bảo bồ tát tâm vương rằng lành thay lành thay thiện nam tử nay ông vì muốn khiến cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của phật biết mà hỏi như lai ứng tránh đẳng giác thiện nam tử hãy lắng nghe khéo suy nghĩ ta sẽ vì ông mà nói bồ tát tâm vương cung kính thọ giáo đức phật nói thiện nam tử một trăm lạc xoa là một câu chi câu chi câu chi là một a diễu đa a diễu đa a diễu đa là một na do tha na do tha na do tha là một tần bà la tần bà la tần bà la là một căng yết la căng yết la căng yết la là một a già la a già la a già la là một tối thắng tối thắng tối thắng là một ma bà la ma bà la ma bà la là một a bà la a bà la a bà la là một đa bà la đa bà la đa bà la là một giới phần giới phần giới phần là một phổ ma phổ ma phổ ma là một nỉ ma Nỉ ma nỉ ma là một a bà kiềm, a bà kiềm a bà kiềm là một di già bà, di già bà di già bà làm một tỷ la già, tỷ la già tỷ la già làm một tỷ già bà, tỷ già bà tỷ già bà là một tăng yết la ma, tăng yết la ma tăng yết la ma làm một tỷ tát la, tỷ tát la tỷ tát la là một tỷ thiệm bà, tỷ thiệm bà tỷ thiệm bà làm một tỷ thạnh già, tỷ thạnh thạnh già tỳ thạnh già là một tỳ tố đà tỳ tố đà tỳ tố đà là một tỳ bà ha tỳ bà ha tỳ bà ha là một tỳ bạc đà tỳ bạc đà tỳ bạc đà là một tỳ khư đảm tỳ khư đảm tỳ khư đảm là một xương lượng xưng lượng xưng lượng là một nhất trì nhất trì nhất trì là một dị lộ dị lộ dị lộ là một điên đảo điên đảo điên đảo là một tam mạt gia Tam mặt ra, tam mặt ra là một tỷ đổ la. Tỷ đổ la, tỷ đổ la là một hè bà la. Hè bà la, hè bà la là một từ tế. Từ tế, từ tế là một châu quảng. Châu quảng, châu quảng là một cao sơn. Cao sơn, cao sơn là một tối rượu. Tối rượu, tối rượu là một nê la bà, nê la bà, nê la bà là một ha lý bà, ha lý bà, ha lý bà là một nhất động, nhất động, nhất động là một ha lý bồ ha lý bồ ha lý bồ là một ha lý tam ha lý tam ha lý tam là một hề lỗ già hề lỗ già hề lỗ già là một đạt la bộ đà đạt la bộ đà đạt la bộ đà là một ha lỗ na ha lỗ na ha lỗ na là một ma lỗ đà ma lỗ đà ma lỗ đà là một xám mộ đà Xám mộ đà xám mộ đà là một y la đà y la đà y la đà là một ma lỗ ma ma lỗ ma ma lỗ ma là một điều phục điều phục điều phục là một ly kiêu mạn ly kiêu mạn ly kiêu mạn là một bất động bất động bất động là một cực lượng cực lượng cực lượng là một ama đát la ama đát la ama đát la là một bột ma đát la bột ma đát la bột ma đát la là một già ma đát la già ma đát la già ma đát la là một na ma đát la na ma đát la na ma la là một hè ma đát la hè ma đát la hè ma đát la là một tỷ ma đát la Tỳ ma đát la tỳ ma đát la là một bát la ma đát la bát la ma đát la bát la ma đát la là một thi bà ma đát la thi bà ma đát la thi bà ma đát la là một ế la Ế la, ế la là một tiết la, tiết la, tiết la là một đế la, đế la, đế la là một kệ la, kệ la, kệ la là một tốt bộ la, tốt bộ la, tốt bộ la là một nê la, nê la, nê la là một kế la, kế la, kế la là một tế la, tế la, tế la là một tỷ la, tỷ la, tỷ la là một mê la, mê la, mê la là một ta la đồ ta la đồ ta la đồ là một mê lỗ đà mê lỗ đà mê lỗ đà là một khế lỗ đà khế lỗ đà khế lỗ đà là một ma đổ la ma đổ la ma đổ la là một ta mẫu la ta mẫu la ta mẫu la, ta mẫu la là một a dã ta A dã ta a dã ta là một Kamala, Kamala Kamala là một ma già bà, ma già bà ma già bà là một Adatla, Adatla Adatla là một hê lỗ da, hê lỗ da hê lỗ da là một tiết lỗ bà, tiết lỗ bà tiết lỗ bà là một yết la ba yết la ba yết la ba là một ha bà bà ha bà bà ha bà bà là một tỳ bà la tỳ bà la tỳ bà la là một na bà la na bà la na bà la là một ma la la ma la la ma la la là một ta bà la ta bà la ta bà la là một mê la phổ mê la phổ mê la phổ là một giả ma la giả ma la giả ma la là một đà ma la đà ma la đà ma la là một bát la ma đà. Bát la ma đà, bát la ma đà, là một tỳ già ma. Tỳ già ma, tỳ già ma, là một ô ba bạt đa. Ô ba bạt đa, ô ba bạt đa, là một diễn thuyết. Diễn thuyết, diễn thuyết, là một vô tận. Vô tận, vô tận, là một xuất sanh. Xuất sanh, xuất sanh, là một vô ngã. Vô ngã, vô ngã, là một a bạn đa. A bạn đa A bạn đa là một thanh liên hoa, thanh liên hoa thanh liên hoa là một bát đầu ma, bát đầu ma bát đầu ma là một tăng kỳ, tăng kỳ tăng kỳ là một thú, thú thú là một trí, trí trí là một A tăng kỳ, A tăng kỳ A tăng kỳ là một A tăng kỳ chuyển, A tăng kỳ chuyển A tăng kỳ chuyển là một vô lượng, vô lượng vô lượng là một vô lượng chuyển vô lượng chuyển, vô lượng chuyển là một vô biên, vô biên, vô biên là một vô biên chuyển, vô biên chuyển, vô biên chuyển là một vô đẳng, vô đẳng, vô đẳng là một vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển là một bất khả số, bất khả số, bất khả số là một bất khả số chuyển, bất khả số chuyển, bất khả số chuyển là một bất khả xưng, bất khả xưng bất khả xưng là một bất khả xưng truyền, bất khả xưng truyền, bất khả xưng truyền là một bất khả tư, bất khả tư bất khả tư là một bất khả tư truyền bất khả tư truyền bất khả tư truyền là một bất khả lượng bất khả lượng bất khả lượng là một bất khả lượng truyền bất khả lượng truyền bất khả lượng truyền là một bất khả thuyết bất khả thuyết bất khả thuyết là một bất khả thuyết truyền bất khả thuyết truyền bất khả thuyết truyền là một bất khả thuyết bất khả thuyết và bất khả thuyết bất khả thuyết là một bất khả thuyết bất khả thuyết truyền